amigable, pucha este weón. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, anh em có khỏe khoắn cả không ạ? Cái gì đấy, sao tôi vừa mới online một cái đã thấy toàn cái gì đấy điên rồi, với lại vết máng, với lại đờ cơ mơ cái gì đây? Vừa mới online chưa kịp, vừa mới chào hỏi anh em cách cực kỳ lịch sự. Ngày thứ hai ta đã phải online, ta hỏi xem là anh em có mệt mỏi, có vui vẻ như thế nào không, vào comment toàn thấy cái điếu gì đấy, với lại cả thằng điên, với lại cái gì bệnh hoạn, với tởm lợm như thế nào? Cái gì? Hả? Sao? Ngáo gì? Thế nào? Chả hiểu. Kênh vô phúc lắm. Game này chơi khó. Game vừa mới chưa kịp chơi, game đã kêu khó là thế điếu nào? Khó có anh em đây lo điếu gì? Hả? Khó có anh em đây không phải lo nhá. Có anh em đây không có gì phải lo cả. Cái gì đây? What the fuck? Cái gì này? Tôi đang ở đâu đây? Phong cách đồ họa này nó giống kiểu con Fortnite nhở? Con này đồ họa nó giống kiểu con Fortnite, phải cứt game này cho trẻ con chơi à? What the fuck? Game này cho trẻ con chơi à? Game này mà kinh dị đéo gì anh em? Game này có đéo kinh dị mà mấy anh em nhắn tin về tôi bảo game này là game kinh dị nhở? Game trẻ con này khó đéo gì, nó như nào? Đây là cả anh nhà lã hàng xóm gì? Đây là anh nhà lã hàng xóm à? What the... Bác ơi! Bác gì ơi? Ok, ông kia kìa. Bác ơi. Tức là mình vào đây mình gọi ông này thôi chứ bác ơi. Cái gì đấy? Cái đéo gì đấy? À đấy, mở cửa vào đây này. Bác ơi. What the... Bác ơi. Ông đi đâu rồi? Thế là trong nhiệm vụ này là mình phải vào mình hỏi ông ý gì? Hay như nào? Đừng để ông ý nhìn thấy á. À mình phải nấp à? Nhưng mà có thấy ông ấy đâu, còn tôi vừa nhìn thấy ở đây mà có thấy đi đéo đâu. Ô, bác ơi. Bác gì ơi? Nấp. Tức là mình có thể vào đây mình nấp được. Đéo hiểu thế đéo nào. Game này là game gì? A few minutes later. Ờ bác ơi. Cái gì đấy? Bác ơi, thôi bác ơi, thôi. Cái đồ đấy. Ôi. Thế đéo nào? Đây là game tự nhiên đuổi kinh vậy, vào gọi cái cho mà gớm thế. Tổ sư. Anh chỉ cần vào khám phá thôi, đừng để ông ấy bắt chứ gì. Trông mặt trông đần vãi. Ôi cái gì đấy? Mặt trông đần vãi. Mặt tôi đẹp dạng. Cái gì đấy? Là như nào? À bây giờ mình mới vào mình nhìn thấy có hành động khả nghi đúng không? À. À. Ô, con bé cái gì đấy? Chìa khóa. À, ấm dâu mẹ rồi, ấm dâu rồi. Ấm dâu rồi, tức là lão này lão ấy khóa ở dưới cái tầng hầm ý, xong làm nô lệ tình dục à, xong rồi lão để cái chìa khóa trên các hai. Đầu tiên tôi sẽ tắt điện. Thằng cha đang ra, nó đang tập thể dục bây giờ. Mẹ nhìn dáng trông đã bệnh hoạn mẹ rồi. Nó đang ở ngoài, nó tập thể dục ở ngoài kìa. Tôi sẽ tắt mẹ điện trước. Ôi, bố tắt điện xong bố chạy vào nhà. Ừ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đóng cửa vào. Rồi,
không hiểu sao nó nhanh thế. Giật cả mình, thiếu hiểu. Cái này là một trong những cái minh chứng là game không phải là cứ game mẹ đồ họa theo kiểu gọi là trẻ con nghĩ là đéo sợ đâu. Mà mẹ kể cả game như mẹ đồ họa tươi sáng như này mà vẫn sợ vãi đái ạ. Thiếu hiểu. Ờ, mày làm gì tao? 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 Ông làm gì tôi? Ông làm gì tôi? Ông làm đi, ông làm gì ông làm đi. Thầy điên mẹ rồi. Ủa? Ông làm gì tôi? Đó, ông làm gì tôi? Ông làm gì tôi? Làm cho rể, bây giờ làm sao? Làm sao? Bây giờ làm sao? Làm sao? Làm sao? Ôi mẹ. Mẹ, gì nước bọt rồi. Chà, có vào đấy cứt cửa khóa mày vào đây. Mày vào đây. Mày vào đây tao xem. Có vào đấy cứt tình vi. Nào. Ê hèm đi. Ui nó vào đây rồi. Mẹ. Sao nó vào được? Sao nó lại vào được đấy? Phải cả cứt. Mẹ. Sao nó lại vào được đấy? Tốc biến à? Phải đái mày vừa mới nhảy ra cái quay lại thấy ngay nó. Phải cả trường. Tổ sư thằng bỏ mẹ. À nó cũng leo vào à? Mẹ kinh cứt. Tại nó cũng leo cầu thang lên rồi nhảy xuống cái gì? Mẹ đéo ơi thằng này. Mà chỗ nào nó tập thể dục được mới giỏi chứ.